Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, chiều nay Bộ trưởng Tô Lâm đã có chuyến thăm và làm việc tại Học viện Công an Campuchia. Thăm Học viện Công an Campuchia, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trước đó cùng ngày, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã hội đàm và ký kết hợp tác năm 2024 trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nội dung quan trọng là lĩnh vực đào tạo cán bộ cho Bộ Nội vụ Campuchia. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác đào tạo nguồn nhân lực là công tác nền tảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và hai bộ nói riêng ngày càng chặt chẽ. Từ năm 2003 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã tiếp nhận hàng nghìn lượt cán bộ công an Campuchia sang đào tạo, bồi dưỡng nhiều chuyên ngành, nghiệp vụ tại các học viện, trường công an nhân dân và cử hàng trăm lượt giáo viên sang Campuchia phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Sau khi kết thúc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các học viên Campuchia đã vận dụng tốt những kiến thức được học vào công tác thực tế ở Campuchia và được lãnh đạo các cấp của Campuchia đánh giá cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, số lượng đào tạo phía Campuchia đề nghị Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước. Về phía Việt Nam, với mong muốn đưa quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an hai nước hoạt động ngày càng hiệu quả, Bộ Công an Việt Nam đã gửi 100 cán bộ công an thuộc các đơn vị địa phương sang bồi dưỡng tiếng Khmer tại Học viện Công an Campuchia. Đây là nguồn cán bộ sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp giữa lực lượng công an hai nước trong hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng vững chắc về sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai đất nước, hai dân tộc. Chúng ta càng thêm quyết tâm cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.